Sao đây? Chuyện là thế này bác ạ. Thôi, nhìn có mấy giờ rồi? Cứ dùng được anh rồi. Dạ. Hai đứa đang làm gì đấy? Chạy đi học. Vâng, giờ con dậy liền. Khi nào cũng đến em gọi thôi. Rồi. Chuyện là như vậy ạ. Cháu đã hiểu sai rồi bác ạ. Bố mẹ là người tuyệt vời nhất. Bon Bon TV. Tan học được 20 phút rồi. Đi đâu giờ này chưa về không biết. Nay về trong trận mới được. Bọn dạ. Nhìn có mấy giờ rồi? Sao lại đi học về muộn 20 phút? Dạ, con đá bóng với các bạn ở ngoài lớp ạ. Có thật như thế không? Dạ vâng. Thôi, thế thì vào nhà thay con áo đi rồi ăn cơm. Vâng. Mẹ ơi, con đi học về rồi. Ừ, con lên cất cặp rửa tay đi rồi xuống ăn cơm nhá. Vâng. À, đi học về rồi đấy à? Anh chơi gì đấy? Anh có bắn chạy bắn gì mà sao hôm nay đi học về muộn mấy phút em? Bố trông mãi đấy. Thì em đã bóng với mấy bạn. Ê, bật đấy. Mấy cái kèo mà. Đấy, đang ném khói đây. Quăng smoke ra. Đòi chơi anh à? Không biết anh chuẩn bị đi thì ghê. Bà ơi, được cơm chưa? Được rồi ông ơi. Ừ, thế cho hai đứa xuống đi nhá. Vâng, vâng. Mẹ bảo rửa tay rồi xuống ăn cơm luôn mà sao lâu thế nhỉ? Mới làm gì trên phòng ấy? Lên xem. Đấy, thế cũng cứ dùng được anh rồi. Dỡ. Ui, ui, dạ. Hai đứa đang làm gì đấy? Con đang không làm gì cả. Bon. Dạ. Mẹ bảo lên cất cặp rửa tay rồi xuống ăn cơm, tại sao lại lên đây ngồi với anh Dũng như này? Nhanh xuống dưới nhà ăn cơm. Vâng. Mấy đứa chưa đi học không ơi? Chưa, tôi đã cho xuống đâu. Bà nên gọi xem cho nó đủ đấy. Ôi, học rồi, chưa xuống đi học. Ôi trời ơi, một ông nào để mày gọi. Con, Dũng, đến giờ đi học rồi. Dậy đi học. Dậy đi học. Vâng, giờ con dậy liền. Ngày nào cũng đến mày gọi ra. Rồi. Con chưa đi rồi, con xe. Nhanh lên nhá. Vâng. Đến giờ đi học rồi đấy. Vâng. Hôm nào cũng đến mới gọi thôi. Bực mày. Ôi dừng đấy mà. Mày cứ như cảnh sát đi nhỉ. Lúc nào cũng canh chừng giám sát anh em ta. Chẳng nói mai đi nào. Giá mà có một ngày nghỉ thì mình tự do thoải mái sướng cho ta. Anh xin lỗi. Tôi cũng dậy đi. Có một ngày thoải mái thì anh em ta tự do ăn ngủ nghỉ chơi bời, chả ai làm phiền. Tìm cách bố mẹ đi ra khỏi nhà vài ngày đấy. À đúng nhở, anh em ta tìm cách gì cho bố mẹ đi đâu đó một vài ngày rồi anh em ta thoải mái chơi. Quấy tăng ra là bàm. À mẹ cực kỳ thích đi. Bố mẹ ơi, đi học về rồi. Chờ đợi cái này thôi. Làm game mình thích nào?
lớp nha. Anh chơi game này nhá, mấy bọn bạn anh nhìn mà không phục là anh luôn. Anh chơi kinh cực rồi. Bây giờ nhá, trình độ của anh đạt level mới rồi đấy này. Level 1 đúng rồi. Level mới. Chưa ăn gì nhờ? Được rồi. Hành hết lên ghế ngồi. Để ăn không nhờ? À, đây rồi. Hết đói. Cái này ăn ngon lắm. Rồi, ăn đi. Ăn đi. Em có biết ăn cái này là như thế nào đâu. Đúng rồi, hai anh em chưa ăn. Nhìn anh mà học tập nhá. Cầm được chưa? À. Được chưa? Gãy ăn à? Gãy ăn được. Ngon. Ăn xong nhá. Gãy hồi trước rồi. Ăn xong rồi. Ui, thôi chết, sắp một đạo rồi, thôi, nhanh, lên xe vừa đi vừa ăn. Cầm lại, lên xe vừa đi vừa ăn. Lên. Nhanh lên, cắm một sau. Tốc độ lên. Đói này mà anh có biết nấu cơm đâu. Anh nấu lỡ cháy bếp cháy nhà thì phải làm sao? Đói lắm. Anh không biết nấu cơm. Đây rồi, hãy ăn mì tôm tiếp nhá. Ôi, sao ăn với anh à? Đói lắm, mình gọi mì tôm đi. Hay chơi điện thoại cho đỡ đói. Chơi điện thoại là hết đói. Giờ phải làm sao? Cơm thì anh không biết nấu, mì tôm thì không ăn. À, đúng rồi, anh học ở lớp là 70% được để là nước. Anh em ta uống nước vào là hết đói. Để anh lấy nước cho hai đứa uống nha. Bố mẹ cháu đi chơi về
xong một còn qua nhà bạn chơi vừa 2 ngày nó mới về cơ, nên là mới đưa nhà ăn uống học tập đầy đủ hết rồi. Sao lại còn đi 1 ngày nữa à? Sao đây? Chuyện là thế này bác ạ. Thôi, nhìn có mấy giờ rồi? Cứ dùng cả anh rồi. Hai đứa đang làm gì đấy? Chạy đi học. Vâng, giờ con dậy liền. Ngày nào cũng đến phải không gọi thôi. Rồi. Chân đi. Không chân đi rồi con xuống luôn. Nhanh lên nhá. Vâng. Đến giờ đi học rồi đấy. Vâng. Hôm nào cũng đến phải gọi thôi. Bực mình. Chỉ là như vậy ạ. Cháu đã hiểu sai rồi bác ạ. Bố mẹ là người tuyệt vời nhất. Được rồi, cháu hiểu như vậy là tốt. Vâng ạ. Bố mẹ là người tuyệt vời nhất. Trong bất cứ một hoàn cảnh nào, bố mẹ luôn muốn con cái mình được những điều tốt đẹp nhất. Vâng ạ, cháu hiểu rồi ạ. Thế bây giờ nhá, nhà bác vừa nấu cơm xong, ba đứa quay nhà bác ăn cơm. Rồi xíu nữa, bác điện cho bố mẹ cháu bảo bố cháu về được chưa? Bác nói thật ạ? Yeah! Được ăn cơm rồi! Không ta! Đi thôi! Đi sang nhà bác kiếm ăn cơm! Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.